Phật Thuyết Thập Tiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 8 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 31 tháng 5 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Phật Thuyết Thập Tiện Nghiệp Đạo Kinh tựa đề kinh này phía trước đã dạng qua một lần nhưng chưa dạng xong hôm nay chúng tôi dạng tiếp phật thuyết thập thiện đã giới thiệu rồi hôm nay chúng tôi giảng nghiệp đạo thế nào gọi là nghiệp tất cả hoạt động của chúng ta từ khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm ngay lúc đang tiến hành thì gọi là việc chúng ta thường hỏi bây giờ anh đang làm việc gì sau khi làm xong sự việc thì kết quả đó gọi là nghiệp phật đem tất cả tạo tác của chúng ta chia thành ba loại lớn mọi người đã biết rõ đó là nghiệp thiện nghiệp ác và nghiệp vô ký chia thành ba loại lớn tất cả đều không ngoài ba loại lớn này vô ký là không thể nói nó là thiện hay ác đi được gọi là vô ký ví dụ chúng ta cầm khăn lau mặt uống ly trà việc này không thể gọi là thiện hay ác loại này gọi là nghiệp vô ký thiện ác có tiêu chuẩn cấp bậc có tiêu chuẩn rất nhiều thông thường ở trong phật pháp chúng ta nói ngũ thừa phật pháp ngũ thừa phật pháp chính là năm tiêu chuẩn nhân thừa thiên thừa thanh văn duyên giác bồ tát tiêu chuẩn của mỗi một cấp bậc đều khác nhau nhưng nó có một nguyên tắc bất biến có nguyên lý nguyên lý này chính là sự nghiệp lợi ích chúng sanh đây là nghiệp thiện sự nghiệp lợi ích cho bản thân là nghiệp ác cách nói này rất nhiều người mới học không thể tiếp nhận có người nào không vì bản thân đâu tôi vì bản thân thì có gì không tốt nhưng ở trong phật pháp thật sự là không tốt vì sao vậy vì mục đích của phật pháp và mục đích của thế gian không như nhau mục đích của phật pháp là muốn làm phật làm phật thì nhất định phải vượt qua tam giới vượt qua thập pháp giới thì bạn mới có thể làm phật được vậy làm phật có được tự lợi hay không phật nói vì sao bạn không thể làm phật vì sao bạn trôi lăn trong lục đạo luân hồi chính là gì tâm tự tư tự lợi của bạn quá nặng phật pháp nói bạn chấp trước có ta có ta thì bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi điểm này chúng ta nhất định phải hiểu rõ cho nên phật pháp dạy chúng ta phải phá ngã chấp phá ngã chấp là khi chúng ta cởi tâm đồng niệm lời nói việc làm nhất định không được nghĩ cho bản thân thì cái ta này mới có thể tan nhạt mới có thể đoạn dứt bất kể sự việc gì cởi tâm đồng niệm vẫn nghĩ có ta thì ý niệm về ta này của bạn ngày ngày đang tăng trưởng hay nói cách khác bất luận bạn tu học pháp môn nào tu tốt cỡ nào bạn cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi tu tốt đến mấy cũng chẳng qua là hưởng phước trời mà thôi không ra khỏi lục đạo chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì mới hiểu được vì sao phật không cho phép chúng ta lo nghĩ gì lợi ích của chính mình chúng ta hiểu rõ rồi nhưng đạo lý này Người thế gian không hiểu Hay nói cách khác Nếu bạn không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi Thì khỏi phải bàn Vậy thì được Nếu như bạn muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi Thì không đoạn ta không được Trong Kinh Kim Cang nói rất hay Nếu Bồ Tát Có tướng ta Tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Thì chẳng phải Bồ Tát bồ tát vượt qua tam giới vượt qua tam giới là tiểu bồ tát phải không tướng ta thì mới có thể vượt qua tam giới tuy vượt qua tam giới nhưng chưa thể thoát khỏi thập pháp giới tư thanh pháp giới mà chúng ta nói gồm thanh văn duyên giác bồ tát trong tư thánh pháp giới còn có pháp giới phật đây là nguyên nhân gì vậy họ không còn chấp tuy không chấp trước ta nữa nhưng họ còn chấp trước pháp vì vậy họ vẫn còn tướng người tướng chúng sanh tướng thọ giả trong bốn tướng là tướng ta tướng người tướng chúng sanh tướng thọ giả thì chỉ có tướng ta họ không còn chấp trước họ vẫn còn chấp trước có người có chúng sanh có thọ giả thế nên họ không ra khỏi thập pháp giới được cần phải đoạn hết bốn tướng bốn kiến thì bạn mới vượt qua thập pháp giới bạn là pháp thân bồ tát tiêu chuẩn của kinh kim cang là pháp thân bồ tát không phải quyền tiểu bồ tát trong tập pháp giới không phải vậy cho nên yêu cầu của nó là phải phá bốn tướng phá bốn kiến chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì mới biết nền giáo dục của phật là chân thật chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập cách học tập như thế nào niệm niệm vì chúng sanh mà lo nghĩ đừng lo nghĩ cho bản thân phải phục vụ cho người khác không yêu cầu người khác phục vụ cho mình phải hiểu đạo lý này những lời này ở trong kinh quran của hồi giáo đều có nói kinh quran nói người cho có phước hơn người nhận đây là trong kinh quran nói lời nói này nếu nói theo hiện nay là chúng ta phục vụ người khác thì sẽ có phước hơn chúng ta tiếp nhận sự phục vụ của người khác dành cho ta hay nói cách khác người thế nào là người có phước người phục vụ cho chúng sanh là người có phước điều này ở trong kinh tân cựu ước cũng có nói phật còn nói sâu hơn phục vụ cho chúng sanh nhưng trong đây vẫn chưa quên cái ta nhà phật là phục vụ cho tất cả chúng sanh quên mất luôn cả ta vì vậy, phước báo này sẽ càng lớn hơn. Phước báo này vượt qua lục đạo, vượt qua tập pháp giới. Chưa quên được ta, thì chắc chắn ở lục đạo luân hồi. Đây là chúng tôi nói đến tiêu chuẩn của thiện. Tiêu chuẩn của nghiệp thiện là ở đây. Chúng ta phải nghiêm túc hỏi lại chính mình. Đời này có muốn thoát khỏi luân hồi không? Luân hồi quá khổ rồi Có muốn lìa khổ được vui không? Nếu thật sự muốn lìa khổ được vui Thì chúng ta phải một lòng một dạ Phụng hiến cho tất cả chúng sanh Sự phụng hiến này Xin thưa với quý vị Là chắc chắn có quả báo tốt Giao nhân tiện nhất định được quả thiện không cần cầu không cầu thì được nhiều hơn nếu bạn có cầu thì ngược lại sẽ được ít không cầu thì được nhiều hơn đạo lý này rất sâu nhưng sự thật thì sao nếu chúng ta bình lặng quan sát thì sẽ thấy rất rõ bạn tự nhìn những người và vật xung quanh chúng ta Phàm là làm việc tốt Thì nhất định được thiện báo Có một số người ở trong đời này Được quả báo đại phú quý Nhưng chúng ta nhìn thấy Dường như họ hoàn toàn không làm thiện gì cả Thậm chí còn làm rất nhiều việc ác đây là do nguyên nhân gì là do đời trước họ tu thiện đời trước tu nhân nên đời này được quả báo nhưng thật đáng tiếc là trong đời này họ không gặp được tiện tri thức không gặp được người hiểu biết dạy họ thế là họ bị mê hoặc Do mê hoặc mới tạo nghiệp Mới tạo nghiệp Bất thiện này Do tạo nghiệp bất thiện Nên phước báo tu trong đời quá khứ Rất dễ dàng tan biến Đến đời kế tiếp Phước báo không còn nữa ác nghiệp mà họ đã tạo ác báo liền hiện tiền cho nên tất cả pháp thế xuất thế gian nếu bạn nhìn thấu rồi thì chẳng qua là một dòng tuần hoàn chuyển biến tiếp nối của nhân duyên quả báo một câu này đã nói hết tất cả ngoài hiện tượng thế xuất thế gian Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng Thể giải đại đạo Thể là thể hội Thông đạt hiểu rõ Giải là giảng giải Các ngài có thể giảng giải rất rõ ràng cho người khác Đại đạo chính là sự việc như vậy Chữ đạo cùng với chữ pháp Mà trong Phật Pháp chúng ta nói là Cùng một ý nghĩa Đạo cũng bao gồm Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Tất cả Tánh tướng lý sự nhân quả Đây là đạo Nhà Phật gọi là Pháp vì thế chúng ta cần phải làm nghiệp thiện bộ kinh này tuy phật dạy cho người mới học nhưng nó thông thẳng đến quả vị như lai hay nói cách khác những điều nói trong kinh là từ lúc mới phát tâm mãi cho đến quả dị như lai lúc nào chúng ta cũng phải phụng hành không có ngày nào không có phút nào xa lìa nó đây là pháp cơ bản của phật pháp cũng là pháp viên mãn của phật pháp Chúng ta không tệ không xem trọng Kinh này không dài Bạn thấy quyển sách nhỏ bỏng chừng này Hiện nay chúng ta bắt đầu học Như Lai đã hoàn toàn làm được rồi Làm được rất viên mãn Nên chúng ta gọi Ngài là Phật Tuy nói 10 điều 10 điều này phần trước đã giảng rồi không giảng lại nữa nhưng trong mỗi một điều lý rất sâu sự rất rộng sâu rộng không bờ bến Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa cũng học không xong. Vì vậy, chúng ta không được xem nhẹ nó. Xem nhẹ thì chúng ta sẽ lơ là ngay, cho rằng những thứ này đều là lời lẽ tầm thường. Cho nên, chúng ta thường đang phạm sai lầm. Trở thành chứng ngại to lớn đối với sự tu hành của mình, tức là ngay cả đạo dễ hành trong Phật Pháp là niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng bị nó chướng ngại, bị nghiệp ác chướng ngại rồi. Tì niệm Phật không tị giảng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong ba kinh tịnh độ, Phật đều nói rất rõ ràng. Thế giới Tây Phương cực lạc là những người thượng thiện cùng tụ hội một chỗ Tiêu chuẩn của thiện Chính là những gì trong bộ kinh này đã nói Vì vậy Chúng ta niệm Phật tốt cỡ nào Niệm nhiều đến đâu Nếu chúng ta không phải là người thiện Thì cũng không thể giảng sanh thế giới cực lạc được Cho dù a di Đà Phật có từ bi cỡ nào Muốn tiếp dẫn bạn Nhưng là chúng bên đó không hoan nghênh bạn Bởi họ đều là người thiện Bạn là người bất thiện thì họ làm sao có thể dung nạp được Cho nên bạn nhất định phải hiểu được đạo lý này Niệm Phật dứt khoát phải tu tiện Thực ra mà nói Bất kể tu học pháp môn nào trong Phật Pháp Thì đều phải tu tiện Đạo có hai nghĩa. Một là nói từ trinh lý. Đây là đại đạo. Là đại đạo của vũ trụ nhân sanh. Hai là nói từ trên sự. Nói trên sự chính là thập pháp giới. Là nhất chân pháp giới. Xem tiêu chuẩn của thập thiện mà bạn đã tu. Tu tập thiện Cũng phân cao thấp Cũng phân đẳng cấp Thập thiện thượng tượng phẩm Là làm Phật Làm Phật trong nhất chân Pháp giới Thập thiện thượng trung phẩm Là làm Bồ Tát trong tập Pháp giới cứ như vậy mà hạ thấp dần xuống Xuống đến thập thiện hạ hạ phẩm Thập thiện hạ hạ phẩm là Cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục không có thiện Cõi địa ngục thì rất tệ hại Nếu như thập thiện thấy đều không có Thì đây là cõi địa ngục Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng bạn có thể hiểu thấu đáo bộ kinh điển này rồi Thì khi bạn cởi tâm đục niệm Rơi vào cõi nào Bạn đều biết rất rõ ràng Rất sáng tỏ Không cần đi hỏi người khác Không những tự mình biết rất rõ ràng sáng tỏ Là đời sau đến cõi nào mà hiện nay thân thể này của chúng ta Ở cõi nào cũng biết rõ ràng Nhưng rất nhiều người không biết Hiện nay chúng ta ở cõi nào Chẳng phải chúng ta đều ở cõi người hay sao Không hạn thế Đại sư Thiên Thai nói Bách giới thiên như Ở trong cõi người Có cõi Phật trong người Bồ Tát trong người thanh văn duyên giác trong người cõi trời trong người súc sanh trong người ngạ quỷ trong người địa ngục trong người chúng ta hiện nay ở trong cõi người ở trong tập pháp giới này chúng ta ở cõi nào cũng đều biết rõ ràng sáng tỏ làm người chúng ta nhất định phải làm người sáng tỏ đừng làm người hồ đồ làm người hồ đồ là hỏng rồi. Cho nên chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật trong đời sống trong công việc phải ghi nhớ một câu giáo huấn của cổ nhân: Tiệt thoại là phước, khó được hồ đồ. Hồ đồ đó là giả hồ đồ, không phải là thật. Dứt khoát không được giữ ý nghĩ Chiếm tiện nghi Nếu chiếm phần hơn Vậy thì bạn bị thiệt thòi lớn rồi Trong các buổi giảng Tôi thường nói với mọi người Điều tôi nói thì tương đối sâu Tôi thường nói đến trì giới. Bạn có ý nghĩ chiếm phần hơn là bạn đã phá giới rồi. Giới này là gì vậy? Giới trộm cắp. Ý nghĩ chiếm phần hơn là giới trộm cắp. Bạn đã phạm giới này. đây là điều chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận chúng ta còn có thể lực còn có trí tuệ còn có năng lực thì hãy phục vụ cho tất cả chúng sanh phục vụ cho xã hội phục vụ cho thế giới thật nhiều lĩnh vực phục vụ của bạn càng rộng thì phước càng lớn chúng ta không phải phục vụ gì mong cầu phước báo mà chúng ta chỉ mong cầu phật quả chúng ta chỉ mong cầu vô tượng bồ đề quyết không phải cầu phước Vì vậy, hy vọng mọi người thể gọi thật sâu đại đạo lý này. Sau cùng là chữ Kinh. Kinh đã thường nói rồi. Chúng ta có thể tỉnh lược. Hôm nay chúng ta có không ít đồng tu mới đến từ Trung Quốc. Nên tôi nói sơ lược qua chữ này một lần. Người Trung Quốc gọi sách là kinh bởi vì rất tôn trọng, cực kỳ tôn trọng nên mới gọi là kinh. Chữ này ở trong Phật pháp có rất nhiều cách giải thích. Kinh Hoa Nghiêm thì có 10 cách giải thích, rất nhiều. Thông thường pháp sư giảng kinh thời xưa thường dùng bốn chữ quán nhiếp thường pháp để giải thích quán là nói ngôn ngữ văn tự của nó có thứ lớp có mạch lạc không hề loạn chút nào đều có thể xuyên suốt từ đầu đến cuối Đặc biệt, chúng ta có thể xem thấy ở trong khoa phán. Thực sự, văn chương của nó đến mức không thể thêm một chữ, cũng không thể bớt một chữ. Bớt một chữ là nó hỏng ngay, thêm một chữ thì rườm ra dài dòng. Đây là văn chương hay, ngôn ngữ hay. Điểm này, văn nhân thế gian, người cao minh cũng có thể làm được. Giống như những tác phẩm từ xưa đến nay, được lưu truyền của Trung Quốc chúng ta hầu như đều có thể làm được chữ này. Thứ hai là chữ nhiếp, ý nghĩa này sâu. Nó có thể thu nhiếp lòng người, khiến bạn sau khi tiếp xúc rồi thì muốn bỏ cũng không được. Giống như nam châm hút sắc vậy, nó có năng lực này. Chúng ta thấy báo chí thông thường khi xem qua một lần thì chắc chắn không muốn xem lần thứ hai Nó không có năng lực này Nhưng Kinh Phật thì xem cả đời cũng không chán Càng xem càng thích Đây là năng lực của nhiếp Thường là đạo lý và phương pháp đã nói trong đó Dĩ diện không thay đổi Bất kể ở thời đại nào Bất kể ở trong hoàn cảnh nào Cũng đều đúng cả Nó đều có lợi ích đối với bạn Đây là thường Pháp là quy tắc bất luận là ở nơi nào ở thời đại nào bất luận chúng sanh nào tu hành nếu dựa theo quy tắc này thì chắc chắn có thể thành tựu cho nên đầy đủ bốn ý nghĩa này thì được gọi là kinh toàn bộ tựa đề phật thuyết thập tiện nghiệp đạo kinh phía trước tôi đã nói với quý vị rồi ý nghĩa của chữ phật thuyết này không giống các kinh điển khác mà giống như Phật thuyết trong các kinh tịnh độ đã nói là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều nói. Không phải một vị Phật nói mà tất cả Phật đều nói. Phật nói mười loại nghiệp đạo của thiện pháp này giúp cho chúng ta bất luận là tu học pháp môn nào Thậm chí là bất luận bạn tu học tông phái nào, nếu dùng công phu trên nền tảng này, thì bạn chắc chắn thành tựu. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan